chào các em, một lần nữa chúng ta lại gặp nhau vào dịp cuối tuần những ngày hè oi ả ha các bạn. Ngày hôm nay cô Hanna sẽ giới thiệu đến các em một số những cái sản phẩm về gom giúp cho các em có thể tẩy xóa một cách dễ dàng trong quá trình vẽ nhé. Trên tay cô đang là một cái sản phẩm mà cô đã chờ đâu đó nửa tháng nay rồi, bây giờ nó mới về tới. Và cô rất là háo hức, nóng lòng muốn mở sản phẩm này ra cho các em xem ha, các em đợi cô một chút. Khi mà cô mở cái túi màu vàng này ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay cái sản phẩm gồm có hai cái vật chính. Một là cây bút gom và hai là một cái hộp gom chứa 10 thanh gom. Theo như chỉ dẫn ở trong cái box này thì cô quan sát nhìn thấy được, có nghĩa là cái gom này các bạn sẽ phải gắn pin để sử dụng chứ không phải là nối dây điện nha các bạn. Rồi. Cái cảm giác đầu tiên khi cô cầm cái bút gom này đó là cái sự vừa vặn, dễ thao tác và cũng rất là đầm tay. Nó không quá to, nó hoặc là cũng không quá nhỏ. Tuy nhiên có một cái vấn đề rất là lớn ở đây là trong quá trình cô test cái bút gom này với những cái chì ở trên bề mặt giấy, lúc mà mình đánh chì á thì cô nhận ra điều rằng là nó bào mòn hết toàn bộ cái bề mặt giấy của em, và khi em có đánh chì lại thì nó không được đẹp như ban đầu nữa vì nó bị xùi cái giấy ở bên trên lên. Nếu mà tư vấn cho các bạn mua cái bút gom này thì cô nghĩ là không nên, do nó chỉ được cái đẹp thôi và tiện thôi, còn cái gom của nó vẫn cứng lắm và nó không có được mềm hoặc là đàn hồi tốt hơn các bạn. Nếu mà các em có lỡ mua cái bút gom này thì cô cũng xin hướng dẫn các em cái cách mình thay gom mỗi khi mà nó hết và cạn cái thanh gom. Thì ở phần đầu cái bút gom này nó sẽ có một cái thanh kim loại dạng đàn hồi á, các bạn có thể bóp cái thanh này và rút nhẹ ra, rất là dễ thay nha các bạn. Tiếp theo, sản phẩm số 2 là một trong những sản phẩm mà cô Hanna cực kỳ thích, đó là gom đất sét của nhãn hàng Kulox. Một trong những thương hiệu rất nổi tiếng và uy tín trên thế giới, chuyên sản xuất những sản phẩm về họa cụ dành cho nhiều cấp độ. Các em nên mua cái loại gom đất sét đựng trong cái hộp nhựa để mỗi lần mình sử dụng xong á, mình sẽ bỏ vào trong cái hộp nhựa để tránh cái tình trạng là đất sét mình bị cứng lại nha các em. Các em nhớ là trước khi mình sử dụng gom đất sét này, các em phải nhào nặn để nó thấm cái hơi người mình vào. Vì khi đất sét có tiếp xúc hơi người nó sẽ tăng nhiệt độ và nó sẽ ấm lên một chút và nó mềm ra. Như vậy sẽ rất là dễ bôi xóa, cũng như mình thao tác dặm chì để làm giảm độ đậm của chì xuống nha các em. Một trong những đặc điểm của cục gom đất sét này mà cô Hanna rất là thích đó là trong quá trình các em bôi xóa nó sẽ không để lại xát gom. Như vậy có nghĩa là rất là sạch sẽ. Và cái thứ hai, nếu tụi em dặm chì để làm giảm độ đậm của chì lúc mà vẽ chì á thì nó sẽ giữ lại cái nét cho em rất là rõ nét luôn. Các em nhớ là sử dụng xong cục gom đất sét này là phải cất ngay vào trong hộp nhé, chứ mà để ở ngoài là nó cứng lắm đây, sau này mình khó sử dụng đó các em. Giá cục gom đất sét này chỉ có 15.000 thôi, cho nên cô thấy là cô mua 4-5 cục xài rất là đáng đồng tiền bát gạo ha các em. Rồi, cô sẽ giới thiệu các em một cái sản phẩm tiếp theo, đó là cái băng keo á. Có nhiều bạn hỏi cô á, cô ơi em muốn vẽ tranh thì nên dùng băng keo giấy nào cho đừng có dính giấy quá và nó không có bị thấm xuống cái bề mặt ở bên dưới á. Thì ngày hôm nay cô giới thiệu cho em một cái nhãn hàng băng keo giấy Paul Rubens. Thì cái nhãn hàng này là đến từ Trung Quốc luôn các bạn, nhà máy đặt ở Trung Quốc nha. Thật ra là các em sử dụng băng keo này nó chỉ có hạn chế được cái chuyện là màu ở bên trên không có bị thấm xuống dưới cái mặt giấy thôi. Nhưng mà nó vẫn có một cái điểm yếu là lúc mà các em gỡ băng keo ra, nó vẫn dính cái giấy vẽ của mình lên trên bề mặt băng keo.
Vậy có nghĩa là với cái giá thành là 20.000 đến 25.000 một cái cuộn băng keo bản 2.5 cm này thì nó cũng chỉ mang tính chất tương đối chứ không là tuyệt đối được hết. Vì lý do là dạo gần đây cô đang khá là bận nên ít khi ra video review sản phẩm thường xuyên, cho nên cô sẽ cố gắng chọn lọc những cái dụng cụ mà các bạn có thể dùng hàng ngày và nó có ưu điểm nhiều hơn để giới thiệu đến các em. Hy vọng là sau video này các em sẽ có được cái sự lựa chọn đúng đắn hơn trong quá trình mình mua sản phẩm. Và sắp tới cô sẽ làm thêm một cái video review màu nước về phần vẽ cọ mà lần trước cô đã hứa với các em nhé. Hy vọng là các em sẽ đón chờ video tiếp sau của cô. Xin chào, cảm ơn các em đã theo dõi và hẹn gặp lại các em nhé.